mình đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn động tác bỏ nhỏ chéo bên mặt trái, hay còn được gọi là mặt ve. Đầu tiên về cầm vợt của bỏ nhỏ chéo bên mặt ve thì có một chút khác biệt so với các bạn đánh mặt ve. Bình thường khi các bạn đánh mặt ve thì các bạn sẽ tì cái ngón cái này vào thẳng mặt vợt. Nhưng đối với quả bỏ nhỏ chéo này thì các bạn sẽ tì sang cái bên cạnh chỗ này. Tại vì sao? Tại vì khi các bạn bỏ nhỏ chéo, khi bạn cầm như này thì cái cổ tay của bạn sẽ mở được cái góc độ nhiều hơn. Còn khi các bạn tì thẳng ở đây thì tay các bạn không thể nào mà nó sẽ bị khóa. Còn khi các bạn cầm ở đây nó sẽ mở được nhiều hơn, các bạn có thể dễ điều chỉnh hơn. Khi các bạn đón cầu thì các bạn cố gắng đón ở điểm cao nhất có thể. Vì quả đánh bỏ nhỏ chéo này là một quả chủ động, nên các bạn đón càng cao thì các bạn càng có cái thế chủ động. Và một điều quan trọng nữa là khi các bạn đánh, các bạn không duỗi thẳng quá cái cẳng tay của các bạn như này. Thì sao? Vì khi các bạn duỗi thẳng quá, các bạn đánh quả cầu sang nó sẽ không được linh hoạt. Các bạn phải cái khử tay của các bạn này nó phải hơi co về như này thì các bạn điều chỉnh cái quả cầu cũng có thể linh hoạt được. Khi các bạn cứng quá như này thì các bạn không thể nào mà đánh được cái quả cầu linh hoạt. Khi các bạn tiếp xúc cầu thì điều đầu tiên quan trọng nhất vẫn là cổ tay các bạn phải thả lỏng. Và khi các bạn thực hiện cái động tác câu chéo hay gọi là bỏ nhỏ chéo như này thì cái khử tay của bạn sẽ co về một cách tự nhiên. Đây, co về như này, chứ các bạn không thẳng như này, các bạn đánh mỗi cổ tay. Các bạn sẽ co cái khử tay này về, co cái khử tay này về. Và có nhiều bạn hỏi mình là đánh quả cầu quả nhỏ chéo này trên cao các bạn biết đánh hết rồi thì lúc bị động đánh quả nhỏ chéo như nào, thì mình cũng chia sẻ luôn là khi các bạn để đánh được quả bị động quả nhỏ chéo thì đầu tiên cái bước di chuyển của bạn nó phải tới. Khi các bạn không tới thì cái cổ tay của các bạn đánh kiểu gì nữa nó cũng không thể nào mà sang được quả nhỏ chéo. Và một điều nữa là khi các bạn phong trào, khi các bạn bị động rồi thì thường thường các bạn sẽ rất tay các bạn sẽ rất cứng, vì khi các bạn bị động rồi các bạn không thể làm chủ được cái cơ thể của mình thì sẽ hàng đón quả cầu các bạn sẽ rất cứng. Nhưng mà cái quả bỏ nhỏ chéo này khi bị động các bạn muốn bỏ được chéo thì tay các bạn phải thả lỏng. Vì thế khi các bạn ra bị động các bạn nhớ là tay các bạn thả lỏng và chân các bạn phải bước tới quả cầu, vì khi các bạn cứng quá các bạn không thể làm mà dùng cái cổ tay để các bạn có thể móc được quả cầu thẳng chéo được. Thì sau đây mình sẽ ví dụ cho các bạn. Vừa rồi là chia sẻ quả bỏ nhỏ chéo bên mặt trái của mình, và mình hy vọng những chia sẻ vừa rồi của mình sẽ giúp ích được cho những bạn nào muốn nâng cao cái quả bỏ nhỏ chéo bên mặt ve. Và trong video lần này mình cũng xin cảm ơn hãng cầu Ubadu đã tài trợ cho mình những hộp cầu mới để mình có thể quay video được đạt một cái chất lượng tốt nhất. Thì xin chào các bạn và hẹn các bạn tại các video sau.